Lời nói của bà lão nhất định phải tin. Khi máy bay cất cánh, bà lão này hô to rằng máy bay không thể cất cánh. Tiếp viên cạnh đó nghe thấy, lập tức lại an ủi bà ngồi yên. Mọi người xung quanh đều nghĩ bà lão này đang làm trò cười. Nhưng họ không biết bà lão này thật ra là một nhà tiên tri. Khi bà lão nói xong, máy bay vẫn cất cánh. Rất nhanh chóng, máy bay đã xuyên qua tầng khí quyển đến độ cao 10.000 mét. Một nữ tiếp viên bắt đầu thông báo cho tất cả các hành khách trên máy bay đã yên vị. Lúc này, các hành khách vẫn đang chìm trong niềm vui sướng. Không ai để ý rằng dưới ghế của một người đàn ông, có người đã lấy ra một thứ cực kỳ đáng sợ. Không lâu sau, một nữ tiếp viên đến bếp sau của máy bay để lấy ít đồ ăn nhẹ. Nhưng khi cô mở tủ ra, phát hiện ra gói đồ ăn không biết bị con gì đó ăn mất. Lúc cô không để ý, nhưng ngay lập tức, một âm thanh lục đục vang lên sau lưng cô. Khi cô quay đầu lại, một chiếc tủ bay nhanh về phía cô. Cô bị dọa một phen sợ hãi. Cô không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng vẫn chưa kịp đợi cô báo tình hình này với cơ trưởng, một nữ tiếp viên khác cũng phát hiện một chuyện kinh hoàng hơn. Nữ đồng nghiệp của cô đột nhiên chết trên máy bay. Cái chết của cô đồng nghiệp vô cùng khó coi. Kỳ lạ nhất là trên người cô ta đầy vết thương tích, giống như bị con vật kỳ lạ nào đó cào cấu đến chết. Thế là xong rồi. Mọi người trên máy bay biết được chuyện này đều bùng nổ. Họ bắt đầu bàn luận sôi nổi. Có người nói là quái vật, có người nói lời nói của bà lão hiển linh rồi. Nhưng chẳng có ai nói tiếp theo phải làm như thế nào. Lúc này có một anh chàng xung phong đi xem thử. Một mình anh ta đến lầu 2, sau đó đập vỡ một chai rượu, bắt đầu chậm chậm di chuyển vào bên trong. Khi anh ta đi đến cuối phòng, thì nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh vô cùng gấp gáp, trong nháy mắt chạy đến bên kia. Anh ta vội vàng đuổi theo xem. Anh bắt đầu dựa theo âm thanh rồi mở từng nắp khoang để hành lý. Cho đến khi anh ta mở đến nắp khoang cuối cùng, anh đã nhìn thấy một thứ, nhưng sau đó là tiếng hét lớn. Những người ở tầng dưới nghe thấy không biết là chuyện gì. Đa số họ không dám chạy lên cứu anh ta. Chỉ có một cô gái gan dạ đã xông lên, nhưng cô cũng đã bị dọa đến thét lên. Sau những chuyện xảy ra, cô tiếp viên lập tức báo tin này đến cơ trưởng. Nhưng cơ trưởng nói anh phải để máy bay hạ cánh, tuyệt đối không được để nó vào trong phòng điều khiển. Nói xong, anh còn bảo cô tiếp viên khóa chặt cửa phòng điều khiển. Thế bây giờ những người khác phải làm sao đây? Tất cả bọn họ đành phải nấp ở khoang hạng nhất, cùng nhau hành động. Người đàn ông này nhìn vào vali phía trên. Anh ta không biết làm gì, bởi vì nó lại đến rồi. Tủ hành lý phát ra tiếng động kỳ lạ. Một cô bé nghe thấy cũng không dám cử động. Đột nhiên bà lão bị ngã xuống ghế. Cô tiếp viên nghe gọi liền vội vàng chạy lại kiểm tra. Khi vén quần của bà lão lên, bà lão đã bị nó cắn một phát. Không xong rồi, đã phong tỏa hết các cửa. Nó vẫn đang xông vào. Có thể bây giờ nó đang ở bên cạnh bọn họ. Cô tiếp viên không chịu nổi. Cô nghĩ rằng mọi người chỉ ngồi ở đây chờ chết. Tại sao không cùng nhau đi giải quyết con quái vật này? Có hai người đàn ông cũng đồng ý với cô. Ba người họ quyết định cùng nhau đi xem xét trong khoang máy bay. Sau khi cầm vũ khí, bọn họ đi xuống lầu dưới. Ba người bắt đầu tìm kiếm từng ngóc ngách. Cho đến khi một người đàn ông nhìn thấy tấm rèm trước mặt. Anh ta biết nó đang ở đằng kia. Quả nhiên, nó đã đến rồi. Nhưng lại là một chú mèo đen. Nó chậm chậm lại gần về phía bọn họ. Đột nhiên nó trực tiếp nhảy nhào lên. Người đàn ông cũng rất nhanh nhẹn. Anh ta cầm bình cứu hỏa lên đánh bay mèo đen. Mèo đen rơi nằm trên sàn. Ngay sau đó, cô tiếp viên dùng tủ kẹp giữ con mèo lại. Người đàn ông cũng theo kẹp giữ lại. Nhưng không ngờ rằng, lực của con mèo rất mạnh trực tiếp đẩy anh ta bay ra. Khi nhảy ra ngoài, nó đã biến lớn hơn. Móng vuốt sắc bén cũng dài ra. Nó không phải là con mèo đen mà là một con quái vật. Cô tiếp viên không dám cử động trước mặt nó. Họ không biết tiếp theo nên làm gì. Nhưng lúc này anh chàng áo vàng xông đến. Con mèo cũng nhảy vọt lên. Đợi lúc ngã xuống, anh ta đã bị cắn chết ngay lập tức. Hóa ra họ vốn không phải là đối thủ của con mèo. Hai người chỉ có thể chạy đi. Nhanh chóng con mèo đã đến phòng điều khiển. Cơ trưởng nghe thấy vội vàng dùng cửa chặn lại. Nhưng anh ta không ngờ rằng con mèo đã trực tiếp cào xé cửa sắt, cào trúng ngực anh ta bị thương. Cơ trưởng biết mình sắp chết rồi. Anh mau gọi điện thoại liên hệ với tổ mặt đất, yêu cầu hạ cánh máy bay. Sau đó điều chỉnh máy bay sang chế độ lái tự động. Sau khi làm xong những khâu chuẩn bị cuối cùng, anh ta quyết định sống chết với con mèo. Khi cô tiếp viên quay con quay trên tay, con mèo lại đến. Nói chính xác hơn, nó là một con báo đen. Báo đen nghe âm thanh của con quay liền di chuyển về phía này. Nó bị thu hút bởi âm thanh của con quay. Lúc nó đang nhìn chăm chú vào con quay, cơ trưởng từ bên cạnh chạy đến. Anh ta đứng ở cửa lớn máy bay, chuẩn bị thời cơ mà hành động. Rất nhanh chóng, con quay đã dừng lại. Và sự chú ý của báo đen cũng chuyển hướng sang cơ trưởng. Nó nhìn thấy anh ta lập tức nhảy vồ lên.
Thời khắc quan trọng, anh mở cửa máy bay ra. Luồng không khí mạnh đã hút anh và báo đen ra ngoài. Nhưng thuyền trưởng đã chuẩn bị trước. Anh đã cột sợi dây thừng giữ mình lại, nghĩ rằng anh có thể từ từ leo vào trong. Lúc này, anh phát hiện báo đen vẫn còn ở trên người mình. Nó đang cấu chặt vào quần anh. Nếu lần này anh leo lên trở lại, thì cũng có nghĩa báo đen cũng leo theo anh. Nhìn những hành khách trên máy bay, anh đã đưa ra một quyết định quan trọng. Muốn giữ an toàn cho những hành khách trên máy bay, anh đã buông tay. Trong tích tắc, báo đen đã bị cuốn vào quạt máy bay. Và cơ trưởng thì không rõ tăm tích. Mặc dù báo đen đã chết, nhưng lúc này máy bay đang lao xuống dưới. Cô tiếp viên nhận ra rằng không ai biết về máy bay ngoại trừ cô. Thế là cô vội vàng chạy vào phòng điều khiển. Ngày thường, cơ trưởng đã dạy cô lái máy bay nhiều lần. Dựa vào kiến thức đã học được, cô đẩy số và điều khiển cần lái, để máy bay hạ cánh từ từ xuống đất. Nhưng cô không thành thục. Máy bay đã gãy cánh ngay sau khi hạ cánh. Cú va chạm cực lớn cũng phá hủy lốp máy bay. Sau quãng đường trượt dài, cuối cùng máy bay cũng đã dừng lại. Lúc này, máy bay vẫn còn cách mặt biển nửa mét. Các hành khách trên máy bay nhìn thấy liền cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay sau đó, tất cả mọi người được giải cứu. Họ rất may mắn rằng mình có thể sống sót sau chuyến bay tuyệt mệnh này. Lúc này, một người đàn ông đưa bộ đàm cho cô tiếp viên. Cô tiếp viên nhấc máy liên lạc. Giọng của cơ trưởng vọng đến. Hóa ra cơ trưởng đã nhảy dù trước khi rơi xuống. Cuối cùng thì anh cũng đã sống sót.